Hé nhiều các bạn, chào xin các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Nút Báo Ski BG. Vào video hôm nay mình sẽ trải nghiệm cập nhật mới xem nó có những gì hay mấy bạn ơi. Đầu tiên thì sẽ có những con unit được trưng bày đây nè. Ủa nãy mình nhớ tới 3 con lận mà sao mất tiêu 1 con rồi ta? Chắc nó gặp mình nó sợ quá nó chạy hết 1 con rồi đó. Rồi thì cập nhật mới chúng ta sẽ có tên là Galaxy Event. Và sẽ có một con Galaxy gì mới nè bạn. Là cái con bự bự này nè, con Comet này nè. Để mình bấm vô đây cho bạn xem luôn. Đó, thì sẽ có một cái hộp vòng quay là mình sẽ quay ra 4 con unit này ở trong cái hộp ha các bạn ơi. Một con Epic Legendary và Mythic và một con Comet ha. Đó, con Mythic này thì cái DPS của nó là 37.500 mấy bạn ơi. Đó, nhưng mà phải trải nghiệm mới biết được nha, mình vẫn chưa có mấy bạn. Thì khi nào mình có thì mình mai mình trải nghiệm cho bạn xem. Còn Galaxy Titan là con Comet nè. Trời ơi, cái DPS của nó là 187.500 mấy bạn ơi. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Không biết nó mạnh cỡ nào ha, thì khi nào mình có thì mình sẽ trải nghiệm cho bạn xem. Chắc chắn sẽ có thôi, nhưng mà không biết là lâu hay mau thôi mấy bạn. Đó, thì mình sẽ cố gắng mình trải nghiệm sớm cho bạn biết là cái này nó xịn không nha. Và có phần Event Pass nữa bạn. Mấy bạn có thể cài free được nè. Ở cái cấp độ thứ 5 là sẽ có một con unit nè bạn ơi, con Epic. Tên là Alien TV Man bạn ơi. Nói chung là cấp độ thứ 5 sẽ nhận được con này nha. Con Epic thì nó cũng cùi mía thôi bạn. Đó, rồi kế tiếp thì không có con gì hết các bạn ơi. Rồi tiếp nữa thì cũng chưa thấy gì luôn. Rồi nhưng mà dưới đây thì nó có những cái trang phục các bạn, kiểu ngoại hình khác đó. Rồi ở cái cấp độ là 20 á thì sẽ có một con unit Legendary nha. Con Chop Spekerman nè. Thì mấy con này mình nhìn thông số vậy thôi, chứ mà mình phải trải nghiệm á thì mới biết là nó mạnh hay yếu các bạn. Cái game này nó đặc biệt vậy đó. Nhìn thông số là không có biết được đâu, phải chơi mới biết được. Đó, và cái cấp độ cuối cùng, cấp độ 30 á thì sẽ có một con mai thích. DPS của nó là 30.000 đam. Nhưng mà không biết là có cái kỹ năng đặc biệt gì của nó hay không á, thì phải trải nghiệm mới biết được đúng không. Nhưng mà cái đợt cập nhật này mình thấy là mấy bạn free hơi bị yếu thế xíu ha. Không có cái con Goodly mấy bạn. Đợt trước có con Goodly quá trời xịn luôn, đợt này không có mấy bạn ơi. Và ở bên cái phần mà gọi là mua cái gói tốn tiền đó, thì chúng ta sẽ nhận được một con Void Titan Clockman đó mấy bạn. Đó, cái con này DPS cũng có 36.000 thôi bạn ơi, cũng không có thấy không mạnh lắm nha. Mà số đam nó đánh mỗi lần á là 120.000 đam kìa mấy bạn. Có một cái là nó đánh hơi chậm thôi. Level max của nó là 3.33 giây á thì nó mới đánh một lần. Cho nên là mình đánh giá con này nó cũng không có xịn lắm đâu mấy bạn ơi. Nhưng mà phải tốn tiền đó nha, phải tốn tiền mà mở cái Freedom này lên nè. Nói chung là phải tốn tiền mua cái này mới được nè mấy bạn. Đó, thì chúng ta cài mới được ha. Cho nên là mình, nói chung bạn nào có điều kiện, có thời gian nữa thì có thể cài. Còn mình á thì mình mua cái này thì được đó, nhưng mà mình không có thời gian cài mấy bạn ơi. Đấy, cho nên là chắc mình không mua đâu. Nhưng mà mình thấy con này có vẻ cũng xịn xịn đó ha. Nhìn cái ngoại hình nó cũng ngầu quá đó mấy bạn. À, để mình xuống đây coi có con unit nào nữa không nha. Ở bên phần tốn kém đó. Rồi không, nói chung là mấy cái này là chỉ là mấy cái ngoại hình của mình thôi bạn. Rồi không có con unit nào luôn á ơi. Đâu có con nào đâu đúng không? Đó. Thì chỉ toàn là cái ngoại hình thôi, chứ không phải là con unit mấy bạn ơi. Chỉ có cái tier 30 nè là có một cái con Goodly thôi. Nhưng mà con Goodly này mình thấy không biết nó mạnh hay yếu đâu. Nói chung là chưa trải nghiệm sao đánh giá được đúng không. Cái game này là phải trải nghiệm chơi thử mới biết mới đánh giá được các bạn. Chứ mà không khơi nhìn không biết đánh giá đâu. Và nhiệm vụ nữa bạn, các bạn có thể bấm vô nhiệm vụ để các bạn cài ha. Đó, hồi nãy mình chơi được một trận đó các bạn, cho nên là mình nhận được rồi nè. Thì nhiệm vụ thì các bạn mở ba cái hộp nè. Thì mấy bạn nào không biết tiếng Anh á thì có thể chụp hình người qua Google dịch ha. Nhiệm vụ thứ hai này là chơi cái map sa mạc ở chế độ bình thường thôi. Còn nhiệm vụ cuối cùng là chơi Insane mà không dùng Goodly với lại là Comet đó các bạn. Đó thì nó cũng khá là đơn giản đó các bạn ơi. Bạn nào không biết tiếng Anh á thì chụp hình lại rồi xong rồi qua Google dịch nha. Chẳng hạn như mình gì đó. Mình cũng xài cái chiêu đó đó các bạn. Đó thì nói chung là cái sự kiện này có nhiều đó thôi đó. Chủ yếu là mình có thời gian để mà mình cài hay không thôi. Và bạn nào xuyên xuyên thì có thể cài, mình thấy là cài free cũng rất là nhiều unit đó các bạn. Đó, và mấy bạn mua thì mấy bạn sẽ được nhận thêm 30% SP nè. Đó, bởi vậy là game nào cũng vậy bạn, ưu ái cho mấy người gọi là nạp tiền cho game vậy đó. Còn mình thì nói chung là mình có thời gian là mình cũng cài đó. Nhưng mà mấy bạn biết là mình còn làm anime nào các kiểu nữa, cho nên là mình đâu có thời gian đó bạn. Rồi ok, thì nói chung là có nhiều đó thôi đó. Nhiệm vụ thì các bạn gán cài lên ha. 10 giờ, mười mấy giờ gì nó mới cập nhật lần đó bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm hai con unit mới trước ha. Hai con lõ nhất đó mấy bạn. Đó chính là con Epic với lại là con Legendary á. Rồi rồi, từ từ để tôi kiếm một unit nào tôi bỏ xuống một cái. Mình sẽ bỏ con Hacker TV Man với lại là con khống chế này đi. Con khống chế này mình nghĩ cũng không cần lắm đâu. Đó, và mình sẽ lấy cái con hồi nãy mình mới quay ra các bạn. Nói chung là cái map sự kiện hồi nãy mình mới vô mình chơi thử một trận rồi. Cho nên là mình có điểm mình quay được hai lần đó. Xong rồi nó ra được con Epic với lại một con Legendary các bạn. Đây đây đây, con Epic nè các bạn ơi. Đó. Cái này giống như kiểu là nhà phi hành gia lên vũ trụ gì đó các bạn.
Rồi rồi, tiếp theo sẽ có con này nè, đó, Legend Ghi các bạn ấy. Là được hai con sự kiện mới này đó nha. Để vô trải nghiệm mấy bạn ơi, vô trải nghiệm thử coi là nó xịn không ha. À, con số 4 với con số 5 nè mấy bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm hai con này coi nó mạnh hay không. Chơi map sự kiện luôn chứ nói gì nữa, chơi map sự kiện. Xong đó rồi biết đâu ra mở phát ra được con commit thì sao đúng không? vô. Và các bạn xem video của mình nãy giờ mà chưa like cho mình thì các bạn hãy cho mình xin một like nè, cũng như là một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi mà mình đăng video mới thì YouTube sẽ thông báo cho mấy bạn nha. Còn giờ mình sẽ đặt cái con ấy trước tiên thì mình nghĩ mình nên farm tiền trước á đi mấy bạn, tại vì đặt con đó ra có 150 với lại 100 tiền thôi à. Đó, mình sẽ đặt nó ra thử trước đó nha, con Epic nha mấy bạn ơi. À, để coi nó bắn à. Nó bắn đơn mục tiêu thôi mấy bạn à. Ồ, nó bắn đơn mục tiêu thì sao bắn kịp. Đặt con Legend Legi này ra luôn nè. Đó, hai anh em nó bắn các bạn. Trời ơi, lọt rồi, lọt con rồi. Tới công chuyện này chứ, để mình đép luôn các bạn. Đặt thêm con đép luôn đi. Chơi ai cho lọt đúng không đó. Rồi rồi, ok, chuẩn bị mình sẽ bật auto to keep luôn ha. Rồi 1.5 luôn. Nãy quên mà, nãy quên bật. Rồi thì đặt farm tiền ra tiếp thôi, coi nó làm sao các bạn à. Ồ, mấy ông cố này quýnh đơn mục tiêu dở ẹt mấy bạn ơi. Ôi ơi, lọt tùm lum chân à. Đặt con này ra để làm chậm cho nó quýnh mấy bạn à. Ừ, làm chậm lại đây, làm chậm lại đây, đúng vậy. Rồi hợp lý liền thấy không, phải có đam AOE gì mới được nha. Ok, tiếp tục farm tiền thôi. Và mấy con này mình thấy nó giống như là phi hành gia vậy mấy bạn. Phi hành gia lên mặt trăng khám phá rồi các kiểu chỉnh á. Rồi để coi mấy phi hành gia của chúng ta sẽ như thế nào nha. Thấy bắn rất là chậm mấy bạn ơi. Trời ơi, bắn kiểu này thì hồi lọt thấy bà luôn á. Bắn cực kỳ chậm luôn, con Epic này nó bắn rồi, nó nhắm nó bắn rồi. Trời ơi, thì mình chưa thấy cái gì mạnh mấy bạn ơi, mình chưa thấy con này nó có cái điểm mạnh nào nha. Rồi, thì tiếp theo làm gì giờ ta? Trời ơi, không biết có làm gì luôn, nhưng mà giờ đi khám phá sơ sơ trước cái đi. Nói chung là cái map này nó cũng khá là rộng. Ý, đúng rồi mấy bạn ơi. Nè, cái này hình như là nhìn trái đất hay gì mấy bạn, phải không? Trời ơi, kiểu này mình đang ở trên một cái hành tinh nào đó các bạn ơi, mình nhìn thấy hành tinh khác luôn kìa. Đấy, vậy là đúng rồi mấy bạn ơi. Mấy ông này ổng đang khám phá ở đây nè, cái này chỗ này chắc là đang là cái mặt trăng hay là cái gì đó mấy bạn ơi. Đó, ổng đang lên ra ngoài hành tinh khác khám phá đó. Thì ra là nãy giờ mình đang ở trên hành tinh khác mấy bạn à. Wow, giờ này mới biết luôn á. Rồi, ok, thì để coi những nhà phi hành gia của chúng ta sẽ chiến đấu được tới đâu ha. Thì mình nghĩ là không có mấy con này, không là mình nghĩ chị không có nổi đâu các bạn ơi, tại vì cái map này tới 50 quay lận cho nên là nghĩ là sẽ rất là khó bạn ơi. Mình có thể bay được đó bạn ơi, mình bay kiểu như là mình đang lơ lửng ở trên bầu trời các bạn, kiểu trên không trung á. Trên không trung là mình có thể bay, nó rất là lơ lửng, nó rất là nhẹ nhàng thôi chứ không phải như là ở ngoài kia đâu nha. Đó, bạn thấy mình bay mình gớt xuống nó cực kỳ chậm luôn bạn, đó đã không, kiểu như mình đang ở ngoài hành tinh khác thiệt chứ các bạn. Cái cảm nhận là gì đó, là bay là nó gớt xuống cực kỳ chậm luôn nha. Đã không? Trời ơi, cái game này công nhận cấp này mình thấy bắt đầu hay hay hơn chút xíu rồi đó mấy bạn. Từ khi mà có cái vụ gánh solo rồi các kiểu đó, thì mình thấy là bắt đầu nó hay hay hơn bạn, bị cuốn luôn á. Mình chơi game mình cảm thấy là mình bị cuốn cái game này luôn mấy bạn. Thì lúc trước mình chơi thì thấy bình thường à, càng ngày mình chơi càng thấy nó càng hay các bạn ơi. Trời ơi, công nhận thì chứ admin nói chung là game này thấy cũng được đó, bắt đầu có những cái hay đó bạn. Còn bây giờ là đặt được tối đa là 30 con unit luôn nè. Cái map sự kiện này đó, đặt tối đa được 30 con unit mấy bạn. Còn mấy map bình thường thì mình nghĩ nó vẫn bình thường nha, tại vì nó đâu có khó mấy đâu. Còn map sự kiện này mấy bạn có thể đặt được 30 con unit luôn nha. Cho nên là không có sợ thua đâu mấy bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ up mấy con này lên mấy bạn cho nó đẹp luôn nha. Ok, quay 49 rồi mấy bạn. Giờ mình đặt full 30 con unit luôn nè, các bạn coi nó bắn kìa. Ôi ôi, bắn kiểu này thì thứ gì mà chịu nổi các bạn. Quá trời đã luôn mấy bạn. Để coi cái nó tiêu diệt con boss ở cái quay 50 này như thế nào nha. Và khi mà chơi đến quay 50 nó sẽ có một cái hiệu ứng rất là đẹp mấy bạn. Bạn coi chuẩn bị rồi, con boss ra là có hiệu ứng đẹp lắm nha. Đây đây, chuẩn bị nè, chuẩn bị thời khắc quan trọng sắp tới rồi mấy bạn ơi. Con boss chuẩn bị ra rồi nha. Đó, 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 bạn thấy không? Cái gì vậy? Kiểu bất ngờ vậy các bạn. Rồi, đó, sẽ có một cái con boss gì đó nó xuất hiện rồi các bạn. Wow, ghê không? Quá ghê gớm mấy bạn ơi. Nói chung hồi nãy tôi chơi rồi, tôi thấy rồi mấy bạn ơi, tôi biết rồi. À, bạn nào chưa biết thì coi đi nha. Bọn mình nghĩ các bạn cũng chơi rồi map này đúng không? Cập nhật phát là phải vô đi chơi trước cái map này liền, để mà có mấy cái nguyên liệu kia ra mở hộp nữa đúng không? Chứ dễ gì mà bỏ được. Trời ơi các bạn coi kìa, trâu vãi bạn ơi, con boss này nó trâu thiệt ha. Con Titan Computer vốn man của mình sẽ được chiêu 2 lần mà nó chưa bị tiêu diệt nữa đó mấy bạn. Quá trời khủng khiếp rồi. Lần thứ 3 là phải bị tiêu diệt. Đấy, ok liền mấy bạn ơi.
Rồi nhưng mà vẫn còn mấy con kia chưa hết nữa kìa, cho nên là mình sẽ chạy tiếp. Rồi, ok chưa? Lắm chưa? Lâu vậy. Nói chung là cũng sắp thắng rồi các bạn, sắp thắng rồi đó. Rồi, win nha các bạn ơi. Được 625 cái Galactic Credit gì nè mấy bạn. Đó, cái này để dành mở hộp nè. Để ra mở hộp thử luôn nha. Ra mở hộp coi bữa nay vẫn mang như thế nào. Biết đâu ra mở ra con comic một cái chắc là đã lắm ha mấy bạn. Ok, đâu rồi? Chỗ nào đâu rồi? Đây. Lụm phát hình như là được 3 hộp luôn hay sao ta? 750 là được. Ê, từ từ bấm lộn rồi các bạn. 750 được 3 hộp luôn nè. Ôi, hồi nãy mình chơi một trận đầu á là mình mở 2 hộp còn dư 250 các bạn. Bây giờ mở được 3 hộp nè. Để coi ra là con gì xịn xẻn không đây. Con mai thích cũng được, con mai thích thì mời làm video luôn mấy bạn ơi. Rồi ơi, ra 2 con lỏ rồi đó hả? Con thứ 3 là con Legendary luôn mấy bạn ơi. Nói chung là cái game này cái vận may của mình nó bị củ chuối làm sao các bạn ơi. Nó xui vãi luôn, không có khi nào mà mình ra được con mai thích luôn á. Rồi, thì nói chung là video của mình ở đây là hết rồi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay hoặc là mấy bạn muốn xem mình là trải nghiệm những con mai thích là hay là những cái con comic mới nè, thì các bạn nhớ like video đi. Thì khi nào mình có mình sẽ trải nghiệm cho bạn xem liền. Còn giờ chắc mình không có leo top nổi nữa mấy bạn ơi. Leo lên được top top nhiêu rồi ta? Top 30 mấy rồi? 38 mấy bạn. Chắc có lẽ là tới đây mình hết lên nổi mấy bạn ơi. Tại vì máy tính mình nó lắc lắc kiểu gì các bạn. Chơi tính khoảng quay đâu đó là 4 mấy 5 mấy là bắt đầu nó lắc kinh khủng khiếp luôn, leo không nổi luôn các bạn ơi. Cho nên là mình cố tới đây thôi. Nếu như mà cố được nữa thì mình sẽ chơi nữa nha mấy bạn. Còn giờ thì clip mình đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.